chào các bạn tự nhiên mà mình đang uh, tổng hợp lại những cái 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 việc mà mình đang phải phải học đang phải làm đó bằng may map á thì mình lại uh, có hứng thú để chia sẻ với các bạn thì một khi mình tổng hợp lại đó, là mình đã có một cái kinh nghiệm nho nhỏ nào đó rồi thì mình muốn share cho các bạn à, thì uh, tôi thì tôi đang chuẩn bị cho một kỳ thi tôi gặp rất là nhiều vấn đề về việc ghi nhớ uh, logic thì tao vẫn ok việc ghi nhớ và tôi tìm hiểu nha và tôi biết được tới Anki vì cái lý do là active learning tức là bạn học một cách tích cực và bạn có một cái sự gọi là lặp lại ngắt quản tức là bạn sẽ lặp lại theo thời gian thì ở cái video đầu tiên để hướng dẫn để có có những cái chiêu nho nhỏ về anh kia trong cái lọc video rất là nho nhỏ thôi tất cả mọi thứ về anh kia bạn có thể tìm hiểu được ở trên internet và tôi có đưa những cái link ở trong cái file word của tôi cho các bạn để bạn có thể nghiên cứu thêm À, thì anh kia rất là mạnh thực sự anh kia cực kỳ mạnh nó không chỉ là cái phương pháp lặp lại ngắn quản nó không chỉ miễn phí mà nó còn nhiều cái khác nữa các bạn cực kỳ nhiều thứ hay ở anh kia mà tôi đưa nó lên top 1 mà tôi không có xe những cái gì khác nữa cho các bạn đó, à, thì thực sự ra anh kia là một cái uh, ứng dụng cái phương pháp lập lại ngắt quản để làm gì để cho mình ghi nhớ một cách lâu dài hơn và cái kiến thức đó nó ăn sâu trong đầu của mình đặc biệt là những người mà học y như 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 tôi hoặc giả là những ngành mà có lượng kiến thức cực kỳ lớn và bắt buộc các bạn phải thuộc lòng và đối với những người như mình nha cái khả năng logic mình có nhưng mà khả năng ghi nhớ của mình thì không rồi thì tôi mới đi tìm hiểu anh kia thì từ anh kia đó tôi mới đi ra mình có những công cụ gì mình đặt vấn đề và mình tìm hiểu thêm các bạn mình có những cái công cụ gì để mà mình ghi nhớ thì tôi mới tìm hiểu rất là nhiều các bạn cực kỳ nhiều thì tôi thấy là hầu như là những gọi là vận động viên về trí nhớ à, những vận động viên về trí nhớ những nhà vô địch trí nhớ của mỹ của châu âu của thế giới thì người ta cũng đều bắt đầu như tôi đó là khả năng ghi nhớ của anh ta không có có nhiều à, nhưng mà người ta có phương pháp ghi nhớ người ta có phương pháp ghi nhớ như vậy á nó gọi là kỹ thuật ghi nhớ các bạn đó là, gọi là kỹ thuật ghi nhớ tức là người ta áp dụng những kỹ thuật này và các bạn thấy là đã gọi là kỹ thuật đã gọi là kỹ thuật thì các bạn phải luyện tập bạn phải luyện tập thường xuyên nó bạn ứng dụng nó thường xuyên nó thì bạn mới gọi là master bạn mới làm nhanh được những cái kỹ thuật đó giống như hả người ta có đọc được thể đọc được một ngàn số bi một ngàn số bi một ngàn số sao dấu phẩy của bi à, như vậy là người ta luyện tập rất là nhiều các bạn À, thì tôi sẽ xe cho các bạn chia sẻ với các bạn chút xíu thôi à, Để để bạn có cái 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 thông tin nào đó có một sự hứng thú đó để các bạn tìm hiểu thêm thì về mà việc học hành đó các bạn học hành thì có 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 tôi á, thì đột dạng là người có thể áp dụng được may map tốt một số bạn thì nhìn vô may map như một cái đám rừng à, tức là những người mà có khả năng logic à, như tôi tức là mình biết cái khả năng của mình là gì một số bạn á, thì có thể nghe được tức là tôi chỉ cần giáo viên dạy nghe thôi tôi chỉ cần nghe được người ta nói nhìn được người ta nói thôi là tôi có thể nhớ được rồi à, mình nốt lại rồi mình phải sáu bạn lặp đi lặp lại chứ không có ai nghe một lần nhớ được họ giả là những bạn dở về nhìn giả là à, phải hành động nó có bốn kiểu các bạn các bạn phải hành động à bạn không thể nào mà bạn ngồi học, bạn 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 ngồi yên chỗ học được, đúng không? Bạn phải đi đi qua đi lại, nó là dạng người như vậy thì có những cái phương pháp để mà ghi nhớ riêng của mình. Nhưng mà à, đối với tôi thì tôi à, ứng dụng tốt được mai mát, tại vì tôi có thể logic Ví dụ như mai mát nó hay ở chỗ, nó hay ở chỗ, cái này là mai mát khá là đơn giản. Cái này là tôi tôi chưa có làm xong các bạn. À, ví dụ như ở may á, là vấn đề về logic bạn đi từ cái điểm này bạn có thể qua cái điểm này bạn có thể qua điểm này trong điểm này nó có bốn điểm nho nhỏ trong bốn điểm này cái điểm đầu tiên nó có cái gì cái gì cái gì hoặc giả dạ. là ngay lập tức người ta hỏi bạn cái điểm này là cái gì mà bạn không nhớ được thì bạn có thể đi từ đầu đầu tới đó hoặc giả dạ là bạn nhớ được ngay gì đó hay là bạn nhớ được cái thằng trước nó thằng trước nó thì bạn có thể suy ra được thằng này đó, rõ ràng may Map là một sự logic các bạn logic là nó đi 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 ra nhưng mà một số người á, thì về vấn đề logic á, thì ok nhưng mà một số người á, thì thấy hả, những cái chữ này rất là khó nhớ những chữ này khó nhớ lắm thì người ta có thể thêm những cái hình ảnh vào trong cái may map của người ta để cho người ta dễ nhớ tức là chỉ cần nhớ tới hình ảnh đó là biết hình đó đó là đang nói đến cái gì À, như nhân hóa là mình tưởng tượng như là một cái người ngựa à, một nhân mã như vậy gọi là nhân hóa à, như vậy á, là mình chỉ cần à, bây giờ hả phương pháp siêu liên kết đó trong siêu liên kết có cái gì có người ngựa tức là phương pháp nhân hóa đó à, thì lại mình mình lại nhớ được khu này mà nhớ được khu này mình có thể suy, suy ngược lại tức là cái may mắt nó hay ở chỗ đó nó hay ở chỗ đó đó tôi thấy là một người có khả năng uh, may mắn uh, học trên may mắn tốt đó là mình có thể học từ đầu tới cuối của một cái bài nào đó hay là một cái chương nào đó trong cái chương nó có nhiều bài thì mình có thể phân ra nhiều cái may mắn nhỏ hay là mình gom hết vô thành một cái may mắn lớn trong một cái chương kiểu như vậy thì đó là hai cái công cụ này là hai công cụ mà tôi, tôi 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 thấy là tôi đang tìm hiểu và cố gắng luyện tập mỗi ngày để mà mình có thể làm một cách nhanh hơn à, nó có nhiều cái kỹ năng nho nhỏ ví dụ như nó tức là bạn học bài bạn học bài thầy cô giảng bài ở trên lớp thì bạn nót lại như thế nào nó có cái phương pháp để mà bạn nót lại bạn học bài à, nó có tất cả mọi thứ nó đều có cả các bạn tức là nói về study method á người ta làm rất là nhiều nghiên cứu cực kỳ nhiều nghiên cứu nếu bạn nào mà chịu khó tìm hiểu bạn sẽ thấy là có rất là nhiều thứ cho nên là nếu mà cái thằng nào cái phương pháp nào mà phù hợp với mình á thì mình cố gắng mình bỏ thời gian ra mình làm luyện tập mình phải luyện tập nó đây là kỹ thuật giống như hả bạn nói là uh, bạn không thể nào mà nói là tôi nhìn cái ông uh, giá xe giá xe là một cái kỹ thuật cực kỳ cơ bản uh, của cái cái người của cái ngày cái ngày mà vá xe của người ta cực kỳ cơ bản vá cái xe có người vá cực kỳ nhanh như vậy là mình không thể nào mà mình nói là tôi tôi nhìn đó là tôi biết làm liền được uh, bạn nhìn cái nếu bạn để ý kỹ lắm bạn muốn học với bạn để ý kỹ lắm bạn làm lần đầu tiên thấy là không có cái gì đó nó sai bạn phải làm nhiều luyện tập luyện tập thiệt là nhiều à bạn phải vận dụng nó bạn mới có kinh nghiệm bạn học từ những kinh nghiệm bạn học từ những sai lầm thì bạn mới gọi là master bạn mới làm nhanh lên được à, thì những cái phương pháp này nó cũng vậy à, bạn phải phân biệt được cái việc là biết hiểu và giỏi về nó à, biết nó à, biết nó thì mình chỉ biết à, à tôi biết là kỹ thuật ghi nhớ nó có, này, nó có cái này nó có cái này nó có cái này mà hai cái này tôi không có biết không có nhớ Các bạn hình dung được không tức là biết là mình chỉ biết được cái khía cạnh nào đó của một cái vấn đề thôi À, khi nào mà gọi là hiểu hiểu tức là bạn hiểu biết hết tất cả từ đầu tới cuối à, từ cái nốt này đến cái nốt cuối cùng luôn à, thì đó mới gọi là hiểu và hiểu không chưa giỏi hiểu không chưa giỏi ví dụ như à, những bạn mà khả năng logic à, tốt ấy những bạn học giỏi về toán ấy thì bạn thấy là khi mà bạn nghe thầy cô sử địa văn gì đó dạy xong hả ngay cái thời điểm đó mình thấy ôi trời ơi vậy nè nghe cái mình mình suy nghĩ cũng được nữa từ đầu tới cuối mình có thể suy nghĩ được mình nhớ lại nguyên bài đó nhưng mà qua ngày hôm sau là bạn quên sạch tức là ngay tại thời điểm đó bạn hiểu nhưng mà bạn bạn thiếu gì bạn thiếu cái lặp lại bạn thiếu review các bạn bạn thiếu ôn tập đó, bạn thiếu ôn tập là coi như là cái bài đó bạn đã hiểu nhưng mà mấy bữa sau bạn quên hết tức là mình hiểu nhưng mà mình không có đưa vô đầu mình không đưa đầu cho nên nó mình mới sử dụng anki à, hoặc giả là mình sử dụng mai map anh kia thì chủ yếu là nó làm gì nó giúp mình nhắc nhở mình là phải học lại à nó biết là cái chỗ đó mình mình quên thì cái ngày hôm đó nên học lại cái chỗ đó còn chỗ kia mình nhớ thì hai ba ngày sau nhắc lại cũng được thì anh kia nó nó giúp mình tự động vậy thôi nhưng mà bạn học mà bạn không hiểu bạn không ghi nhớ thì anh kia nó cũng vô dụng các bạn thực sự là như vậy à, nó cho nên á nếu mà bạn học nguyên một cái bài bạn đưa vào được một may map thì ngày hôm sau bạn ôn lại theo cái may map đó bạn nó lại cực kỳ ngắn gọn cực kỳ ngắn gọn à. à, bạn thấy là rất là dễ dàng thì bây giờ tôi sẽ đi vô cái chỗ này tôi nói nãy giờ nói nói khá là nhiều nói nhiều cái ví dụ cho các bạn nhưng mà thực sự ra cái cái nóc này của tôi nó vẫn chưa đủ các bạn nó còn rộng lớn hơn nữa rộng lớn nữa thì tôi chưa có tìm hiểu sâu hơn nữa về đó à, hiện tại là tạm thời là là tôi phải giải quyết cái vấn đề là một tháng nữa là tôi phải thi cho nên là tôi phải tập trung vào luyện tập mấy cái đó mấy cái mà tôi phải thi cho nên là tôi chưa có tìm tòi à, đẩy sâu à, nghiên cứu nữa tại vì khi mà đi sâu vào từng cái vấn đề nhỏ nhỏ mình lại có nhiều chiêu nữa bạn cực kỳ nhiều chiêu đừng nói anh kia à, tải cái anh kia về là mình biết sử dụng anh kia à, cái đó là những cái quan điểm cực kỳ sai lầm kể cả hả à, tôi không phải là một người giỏi à, cái đầu óc của tôi không thể nào mà nhớ được giống như xưa giờ tôi suy nghĩ như vậy và đó là một cái suy nghĩ cực kỳ sai lầm khi mà tôi đã tìm hiểu những cái phương pháp ghi nhớ như thế này à, rồi chưa nói đến cái này trước ha à, tôi nói về những cái phương pháp ghi nhớ thì bạn nào mà đọc tôi tài giỏi bạn cũng thế bạn cũng thế đấy để bạn thấy là tác giả đó, là người ta ghi nhớ bằng cách là hình tượng quá kể một câu chuyện kể một câu chuyện thật là quái dị thật là tùm lum ta la thật là thấy ghê à, để cho mình ghi nhớ thì đó là một trong những cái cách để mình tạo một cái siêu liên kết tôi sẽ không nói kỹ hơn tại vì có rất là nhiều quyển sách À, nói về 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 cái cái đó và tôi sẽ share cho các bạn cái tên ở bên dưới cái cái cái, cái phần mô tả để bạn tìm bạn đọc trên mạng thì bnf rất là nhiều bạn. à như vậy thì để bạn nhớ được cái gì đó thì bạn phải tạo siêu liên kết siêu liên kết trong cái đầu của bạn tức là mình có thể liên kết với những cái mà mình đã biết À, và những cái mới đó phải liên kết những cái cũ và những cái mới liên kết với nhau những cái cũ phải liên kết với những cái cũ những cái cũ liên kết những cái mới cái mới liên kết cái cũ cũ mới mới cũ tùm lum ta la trong đó hết cho nó rối cái não ra luôn thì tự nhiên á, là nó 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 sẽ nó sẽ nhớ được như vậy á, thì để nhớ á, thì cách tốt nhất á, là mình nhớ bằng hình ảnh mà gần như là ta thấy ai cũng vậy các bạn nhìn một cái hình á, và hồi trước giờ người ta có cái câu gọi là một hình ảnh bằng cả ngàn lời nói các bạn Tức là bạn nhìn hình ảnh cái là bạn có thể mô tả được rất là nhiều thứ trong đó rồi à, và bạn phải tạo một cái hình ảnh mà bạn có thể nghe được, đúng không? bạn có thể cảm giác được, bạn có thể ngửi được, nếu được tức là bạn có thể sử dụng ngũ quan của bạn vô trong cái hình ảnh đó, à, bạn bằng cái con mắt nội tâm của bạn, bạn nhắm mắt lại bạn tưởng tượng một câu chuyện à, liên quan đến cái đó. cái này là tôi 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 tôi, tôi cũng không có tại vì đó, hả mỗi người có một cách liên tưởng một cách kể chuyện riêng À, cái cách kể chuyện của tôi á là nó 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 lạ kỳ kỳ lắm. À, tôi không có ví dụ ra cho các bạn được. À, nhưng mà nên đọc những cái quyển sách mà tôi sẽ sẽ gửi bên dưới cho các bạn. Rồi mình tạo những cái siêu liên kết đó bằng hình ảnh, bằng cách uh, những cái hình ảnh này cần phải được nhân hóa, phóng đại màu mè hoặc là đôi lúc uh, sexual nữa. Tức à, là tạo nên một cái gì đó mà mình có thể mình có một cái ấn tượng cực kỳ nhiều trong đó thì nó một cái hình ảnh như vậy thì cái hình ảnh đó mình mới áp dụng vô à, những cái phương pháp này đây là những cái phương pháp mà phải gọi là chắc lọc nhất rồi các bạn à, những cái phương pháp này nó sẽ hòa trộn vào nhau và bạn phải chọn một cái phương pháp gọi là phương pháp gốc để các bạn ấy thì tôi ghi tên ở đây để cho bạn tìm hiểu thêm lên trên google sạch nha rồi tôi nói nó nói sơ sơ thôi à, đây là những phương pháp mà những nhà vô địch ghi nhớ của thế giới của những châu lục á người ta giới thiệu, à, tôi có rất là nhiều video à, người ta giới thiệu những cái này và tôi áp dụng được rất là tốt, cực kỳ tốt, gần như là bây giờ hả, tôi chỉ cần nói là tôi muốn nhớ cái gì, là tôi sẽ nhớ cái đó, tôi sẽ tạo một câu chuyện về cái đó mà tôi nhớ nó. Các bạn thấy là My palace hay là Lucy Method này nè, cái phương pháp Lucy hay là lâu đài ghi nhớ, đó, lâu đài ký ức các bạn, thì bạn có thể tìm hiểu trên Google rất là nhiều nha. thì cái phương pháp này nó đơn giản ở cái chỗ là bạn tạo bạn, bạn chọn một cái uh, Lucy tức là cái vị trí ha? bạn tạo ví dụ như bạn thấy là trong phòng của mình uh, những cái vị trí là một uh, là cái cửa sau đó là cái um, cậy dép sau đó là cái tủ đồ cái bàn học rồi một cái gì đó, 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 đó. liên tùng tục hết thì khoảng gần mười mấy hai mươi món đồ mỗi cái đó nó đóng vai trò là một cái dấu chỉ điểm tức là một cái vị trí thì khi mà mình muốn ghi nhớ một cái list nào đó ghi nhớ một cái list nào đó thì ở cái vị trí đầu tiên à, chúng ta sẽ đi theo cái quy trình à, đầu tiên vô là bạn thấy cái cửa thì bạn có thể ví dụ như mình muốn nhớ một cái cái gì đó thì mình tạo một cái hình ảnh rất là kỳ dị à, rất là màu mè e, phóng đại à, ở cái vị trí cái cửa đó giống như là mình muốn nhớ trái cam thì mình hình dung là cái cửa à, nó có rất là nhiều trái cam nó đang à, mọc ra từ cái cửa đó đó, đó là, rồi sau đó là mình Đi, ví dụ như thường là người ta giới thiệu một cái list để đi chợ kiểu vậy thì mình nhớ danh sách bằng phương pháp Lucy si. list mình nhớ list bằng một cái phương pháp Lucy si. à, cái cửa xong tới cái kệ đựng giày thì ví dụ như trái chuối à, thì cái cái giày của mình à, nó lại có có những cái chuối à, như vậy thì làm sao cái chuối với cái cam nó tạo liên kết với nhau tại vì nếu mà cái chuối với cái cam nó không có liên kết được với nhau đó, thì bạn sẽ quên ngay lập tức À, tức là trên cái con đường của bạn thì từng cái 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 đường đi nó cần phải có cái sự mắc xích với nhau à, rồi giống như hả trái chuối với có hai trái cam ở dưới à, như vậy là cái chữ trụ đường dài nó cứ nhảy nhảy nhảy, 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 nhảy. À, dạng vậy à, lọc chuối đó vân vân đó thì mình sẽ liên kết như vậy lấy trái cam nhảy tới lọc trái chuối ra ăn đó vậy mình hình dung những cái hình hình ảnh như vậy ở từng cái vị trí rồi mình liên kết đi tiếp đi tiếp tiếp thì rõ ràng rất là khó cho người ban đầu rất là khó cho ngay từ đầu à, để mà mình 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 làm được cái đó cho nên đó, vấn đề là luyện tập bạn muốn nhanh sau này bạn muốn nhớ nhanh nhớ nhiều nhớ nhớ dai nhớ giỏi thì bạn phải luyện tập luyện tập từ lúc mà bạn biết những cái phương pháp này và bạn thấy là nó hay bạn hiểu nó bạn có thể ứng dụng được nó thì bạn phải luyện tập liền chắc chắn như vậy đó là cái phương pháp lâu dài cái 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 phương pháp thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với bạn là cái phương pháp major system là hệ thống chính hay là uh, hệ thống treo các bạn cái móc treo tức là cái trong cái này thì nó có hai dạng là visual hay classes thì các bạn thấy là cái major system này là nó sẽ bao hàm cả cái bác này nữa hai thằng này á nó có một cái, cái 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 riêng của nó nhưng mà hai này là nếu các bạn tìm hiểu thì hai này nó giống giống nhau tức là thường á, là sử dụng cái hệ thống này cái thằng này để các bạn thấy là nhớ list nhớ danh sách ha thằng này nó nhớ number nó nhớ số của các bạn thằng này nó sẽ nhớ số nó sẽ nhớ số ví dụ như số một uh, 000 số y thì người ta sẽ sử dụng cái hệ thống này để người ta tạo ra một câu chuyện à, vẫn là một câu chuyện vẫn là một câu chuyện tất cả những cái hệ thống này nó liên kết với nhau các bạn à, và nó sử dụng cái siêu liên kết tức là tạo một câu hình ảnh một câu chuyện kỳ dị hay à, hài hước à, phức tạp tầm à, tùm lum tà la trong đó để mà nó nhớ thì cái hệ thống này thì là nhớ số à, tao ví dụ à, ví dụ một cách đơn giản thôi nó có hai cái hệ thống là visual classic các bạn à, hệ thống cũ và hệ thống tầm nhìn à, tức là là bằng bằng cách nhìn ví dụ như chữ z à, thì nó nó sẽ mã hóa cho số không nghĩa tức là đây là hệ thống classic nè, cái hệ thống mới á. thôi để tôi, tôi 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 nói về cái hệ hệ thống mới đi. Ví dụ như uh, số 4 á thì nó sẽ mã hóa là chữ F tại vì tiếng Anh á, bắt đầu bằng for. Ok ha. Rồi. Cái thứ hai á số 0 á tôi bỏ cái hệ thống cũ này đi, tôi đi hệ thống mới tại vì hệ thống mới nó trực quan hơn các bạn. Uh, số 0 á là R. Uh, như vậy á thì mình thấy là F O U R for uh, số 4, for thì nó sẽ mã hóa là số 40 tại vì chữ F này nó sẽ mã hóa cho số 4 và chữ R này nó mã hóa cho số 0 thì là Ờ... Uh... À, vậy thôi tức là cái này á bắt buộc cái 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 lượng từ vựng tiếng anh của bạn rất rất là lớn các bạn từ vựng tiếng anh của bạn cực kỳ lớn để bạn có thể từ những cái 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 con số này bạn tạo ra được một cái câu chữ và tạo ra được cái hình ảnh để mà mình ghi nhớ cái cái hệ thống này nè major system này nè để ghi nhớ nhớ số là nhiều hơn thì ví dụ như số điện thoại hay là cái gì đó thì tao ý hả dạo gần đây tôi 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 đang tìm hiểu cái này mà cực kỳ khó các bạn phải luyện tập rất 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 là nhiều mà tôi luyện tập cả tuần mà tôi tôi vẫn hả không có nhanh được các cho nên hả chắc là tôi cái hướng của cái thằng này là cả tháng cả năm tôi mới giỏi được <laughs> rồi bây giờ đó, cái hệ thống kế tiếp đó, là hệ thống này chắc là nhiều bạn rất là quen rất, rất là quen luôn hệ thống bao tức là person action object tức là mình sẽ ví dụ như tôi ăn cơm ba chữ tôi là person là là chủ ngữ action là một cái hành động và object thì thường cái này á nó cũng sẽ áp dụng cho cái hệ thống nhớ số đôi khi nếu mà bạn giỏi thì bạn có thể uh, nhớ tên bằng cái hệ thống bao này uh, nhớ tên hệ thống bao tức là tất cả hai hai cái thằng này nè nó cũng gần gần như nhau tức là uh, mình tạo nên một cái mốc uh, mình liên tưởng mình liên tưởng tạo một cái hình ảnh mà mình gắn gắn chung với, với 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 cái 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 móc đó của mình luôn ví dụ như tôi nói là tôi nhớ uh, trí nhớ tên của một người ha trí thì tôi hình dung là mấy thằng trí á là trên đầu nó trí không hoặc giả là mấy thằng trí trên đầu nó trí không hoặc là mấy thằng trí thì trên đầu nó não nó, nó lội cái não ra tức là mình nhìn vô cái mặt nó đó mình mình thấy là não những thằng trí á thì mình gắn với cái hình ảnh là cái não nó chà bá cái não nó thấy ghê trong đó giả là mình hình, hình, dung hình ảnh kỳ dị hơn là cái não nó hả là tà hủ không mà nó chảy xuống người mình đổ đổ uh, nước đường gừng á, vô mình ăn tà hủ non đó mình hình dung như vậy à, thì những cái thằng mà tinh trí á, thì mình sẽ gắn kết với hình ảnh đó thì sau này gặp những những người tinh trí á, thì mình sẽ nhớ được tên của họ với những hình ảnh à, như vậy và mình sẽ quan sát với những thứ ở trên nét mặt của họ trên bộ đồ của họ à, để mình tạo một cái liên kết là trí à, cái à, cái cà vạt à, à, không khí à, trí cái cà vạt à, à, trí nhìn mặt như con khỉ chị kiểu vậy ha. Rồi. rồi cái hệ thống bao này á, thì nó giống như á, là cái câu mà À, những cái mnemonic những cái câu mà ghi dễ để mình dễ nhớ giống như khi nào mai áo giáp sắt ở trong cái cái cái, cái uh, hóa học của mình hoặc là một câu chuyện của uh, các bạn biết cái trang phu sư su phú sù sù gì đó, à, đó uh, của cái trang này uh, thì các bạn có thể thấy là mình có thể uh, ở trang sư Su thì tác giả ở đây thì người ta tạo nên một cái câu chuyện mà 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 mà, mà magic luôn các bạn, câu chuyện về về thế giới phép thuật đó. Nó thì người ta sẽ gắn kết từng cái hình ảnh ở trong cái thế giới đó với một con số để người ta ghi nhớ. Thì mình có thể áp dụng cái phương pháp này. Nó 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 đây là nằm ở trong phương pháp này đó các bạn. Để mình gắn kết đó mà nó là cái phương pháp pet system luôn. Nói chung là mấy thằng quỷ này nó 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 gom lại với nhau. Thì rõ ràng đó, sau này đó, khi mà mình muốn nhớ một cái gì đó các bạn sau này khi mình nhớ gì đó thì mình áp dụng tất cả những kỹ thuật ghi nhớ này thì đây là những kỹ thuật nó còn nhiều cái nữa thì mình áp dụng hết toàn bộ mấy thằng này nhiều cái nữa nhưng mà ở đây là chính là chính đó. và tôi tài giỏi bằng cung thế là cực kỳ khuyên các bạn nên học tôi đã học nó từ hồi mà tôi học cấp 3 rồi nhưng mà tôi không có hiểu được cái mà tác giả muốn truyền tải ở trong đó bây giờ tôi hiểu những cái này và tôi biết tôi đã đọc cái quyển đó nên tôi quay lại tôi đọc lại rồi đấy cực kỳ hay các bạn cực kỳ hay à, rồi còn một cuốn nữa để tôi tôi, tôi 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 gửi lên tự nhiên tôi quên cái tên nó nhưng mà tôi, tôi 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 sẽ sẽ gửi cái lên cho bạn tự nhiên quên cái tên sách các bạn mấy cái quyển sách trí nhớ nó nhiều lắm rồi quay trở lại à, thì nó có một cái um, cái phương pháp gọi là qua rốt nữa các bạn à, phương pháp qua nữa ok um, tự nhiên cúp điện các bạn nó còn cái phương pháp gọi là qua tức là cái phương pháp này á, nó cũng giống như cái Lucy method này nhưng mà nó ứng dụng cả ba thằng này lại thì các bạn hãy tìm hiểu nó nhưng mà quan trọng nhất á, là đây là những kỹ thuật là phương pháp thì các bạn bắt buộc phải luyện tập Đã, nãy giờ tôi nói rất là nhiều luôn á mà hả thấy ghê À, mà hả thế gian không biết là 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 có 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 có, có truyền tải được cái gì cho bạn hay không tại vì tôi không có ví dụ không có ví dụ cho nên là nó nó không có ấy và tất cả những cái phương pháp này nếu bạn áp dụng được vào cái may map này đó là tôi muốn nhớ một cái nốt nào đó ở trong cái may map đó nhớ một cái nốt nào đó à thì tôi sẽ gom hết nguyên cái thống quỷ này lại một cái hình ảnh phức tạp nữa tôi đưa vào cái may map này à, rồi sau đó nó với cái may map này tôi sẽ sử dụng anh à sử dụng anh khi để mà tôi 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 tôi, tôi, tôi luyện tập lặp đi lặp lại à thì từ đó đó tôi mới hiểu và tôi nhớ được để tạo được may mắn là bạn phải hiểu nha các bạn là, bạn phải hiểu bạn muốn sử dụng anh khi bạn cũng phải hiểu bạn sử dụng những cái phương pháp đó để bạn ghi nhớ thì sau đó mình mới vận dụng mình mới áp dụng mình mới sai lầm mình mới hả, có kinh nghiệm rồi mình mới giỏi cái phần đó được đó là, là 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 những cái mà tôi muốn truyền tải với các bạn thì hiện tại thì ở ở ở, ở đây á thì tôi sử dụng phần mềm My Manager các bạn có thể tìm cái phiên bản full ở trên mạng à, ngoài ra để mà, mà mà ngon hơn tại vì My Manager này nó 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 có ít cái document của các bạn đó ít document quá video hướng dẫn của nó cũng ít nữa tôi đa số tôi tự tìm hiểu nè tôi nhìn nên cái tab này tôi tìm hiểu tại vì tôi sử dụng phần mềm nhiều nên tôi quen rồi à, rồi bạn có thể tìm hiểu những cái phần mềm nào vẽ may mắn nếu bạn muốn vẽ những cái may mắn đẹp như thế này tôi là tôi vẽ như thế này chưa đẹp đâu cái này là tôi ví dụ như bên này tôi đang làm cái kia à, tôi đang làm về cái cái một cái bài tôi đang học các bạn à, thì cái may mắn của nó 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 cỡ cỡ tầm cỡ như thế này các bạn à, nó còn nữa còn nữa còn ghê nữa à, mà tôi chưa chưa có bỏ nhiều thời gian vô để mà 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 làm đó rồi ok ở trong cái anh kỳ này á thì uh, tôi sẽ cho các bạn thấy là mình còn một cái một cái add-on nó rất là hay nữa uh, mà mà mình để show 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 rồi tôi sẽ cho các bạn uh, show rồi tôi sẽ cho cái link các bạn tự tìm hiểu thêm ha. Rồi, khi mà bạn mở uh, bạn cài cái on nó vô á thì cái on này á nó sẽ giúp mình đọc đọc sách hoặc đọc sách PDF và mình sẽ tạo nó ngay lập tức ở bên này luôn ví dụ như tôi mở lại mở một cái quyển sách ha mở quyển sách cái quyển sách này là tiếng việt cho nên là là cái n on kia thì nó nó sẽ không có hoạt động ngon lắm rồi ok um, ví dụ như van à, thì bạn thấy là ok tôi sẽ uh, van mini thấy... <laughs> mini <laughs> <laughs> ok các bạn tại vì uh, mình uh, nói chung uh, là ở đây nó có hai cái on các bạn tôi, tôi thấy cảm thấy trong người nó, nó nó hơi mệt rồi nên là không có cảm hứng để mà nói nữa bạn tại vì cái này nó qua cái phần khác này ha tôi có hai cái on uh, ở đây tôi hai on bạn thấy là hồi nãy tôi khói một cái lại thì đây là cái on uh, pop up pop up của nó thì nó sẽ tìm cái từ mà mình khói nó sẽ tìm cái từ mà mình khói ở trong toàn bộ cái cạc của mình đang xài, à, tôi xài, à, tôi tạo những cái free cạc, à, tôi tạo những cái free cạc làm, của bạn thấy là của à, y khoa rất là lớn các bạn, cái cạc đô, cái cạc à, an kinh các bạn, à, đây cái cạc an kinh, trong này là cái bộ y khoa rất là lớn luôn nó đầy đủ hết tất cả chuyên khoa mà bằng tiếng anh thôi à, thì tôi có cái cạc đó nó giống như là một cái từ điển y khoa của tôi thì tôi sử dụng cái head on đó tôi sử dụng cái on đó à, nó gọi là pop up dictionary beta các bạn tôi sử dụng head on này để mà tôi đọc một quyển sách tiếng anh nào đó trong này à, và tôi xin đó rồi lỡ mở này luôn thì nói bạn luôn là searching pdf reading note thì cái này nè là cái on này tức là khi bạn tạo một cái cạc mới khi bạn bấm vào bạn tạo ép cạc á thì bạn sẽ có một cái cái này bạn sẽ có một cái cái bảng như thế này à, thì bạn sẽ mở cái file bnf của bạn ra à, bạn sẽ tạo cạc ví dụ phân làm 4 nhóm chính thì mình sẽ đặt một cái close ở đây là mấy nhóm thì bạn thấy là tôi khối chỗ này lại à, tôi khối chỗ này lại và tôi thằng này á tôi sẽ generate close và tôi send to fill à, và tôi sẽ send to prompt ok à, thì mình sẽ chỉnh sửa đây ngay lập tức luôn ở đây các bạn thấy là nó có free ở đây free đây tức là bạn làm một cái gì đó à, thì khi mà bạn ép cái cạp này rồi ép cái cạc này rồi thì qua cái cạp mới á hay cái ô này hay thằng free này nó vẫn còn lưu lại vẫn còn lưu lại chỉ này là cái cái ví dụ như các bạn thấy là khi mình học một cái file pdf nãy mình tạo đó ví dụ như chỗ này là boss cạp của tôi á làm uh, ngoại lồng ngực ngoại lồng ngực ha còn rìa của tôi là cái bài này à, cái bài này ok nói vậy thôi à, tôi sẽ copy à, copy nó rồi tôi sẽ dán vô rìa rồi tôi có hình ảnh thì tôi dán vô đây luôn à, rồi áp dụng cái chiêu là 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 là, là ở cái tập năm cái chiêu là mình sẽ upload lên mạng để mình tiết kiệm cái bộ nhớ ở trên cái anki của mình à, thì các bạn thấy là cực kỳ ngon lành luôn cực kỳ ngon lành cần xong rồi bấm control Enter để mình thêm cạp mới rồi xong mình đọc tiếp mình đọc tới đây là hở hay lá uh, bệnh hở hay quanh hay lá vân, vân. thì hả tốt nhất á uh, uh, thì mình tạo một cái mình tạo một cái may map uh, để mình luyện tập sau khi mình có cái may map rồi thì mình sẽ ứng dụng làm sao may map này vô anh kia à, thì tôi đang 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 tìm cách các bạn nhưng mà tôi sức may map ra đó thì nó có nó, nó nó xuất ra được excel thì từ cái excel này tôi có thể tạo những cái anh kia để tôi đố những cái khu này nhưng mà khá là khó cực kỳ khó à, thì cái hướng hiện tại của tôi á, là tôi sẽ xuất cái tôi tôi sẽ sử dụng cái chụp sử dụng cái chụp màn hình các bạn tôi sử dụng chụp màn hình để mà tôi chụp một cái 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 phần nào đó của My map này rồi tôi vô cái anh à, tôi vô cái thằng um, anh kia này à, tôi vô thằng anh kia để mà tôi ép một cái hình ảnh à, tôi ép một cái này đến một cái hình ảnh này vô à, ví dụ nó thật close bằng cái hình ảnh tôi che cái nốt nó lại anh thấy là nó 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 có nhiều cách thì cách này á thì ta thấy là nó 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 nó, nó cầu bọn nó ngon hơn nó ngon hơn ha nó nó không gây chảy máu ha mình tạo một cái lâu như thế này đó, mình cứ tạo hết nguyên cái khu này đi rồi mình ấy tạo hết cái khu này đó cái thằng nào mà mình thích á thì mình close đó, thì trên trên kia cũng vậy À, trên kia như vậy mình có thể high one guess one à, thì đó là những cái head on mà tôi tôi đang sử dụng để mà tôi tạo các bạn tôi đang sử dụng tôi cạo thì thì khá là hay khá là hay thì thôi chắc chào các bạn à, tất cả những cái mà tôi nói toàn là nói sơ qua thôi thì các bạn cố gắng bạn tìm hiểu thêm nhé lên google sẽ tìm hiểu thêm và tốt nhất là tìm hiểu bằng tiếng anh à, để luyện cái khả năng đọc tiếng anh của mình luôn